Thưa quý vị, sáng 5 tháng 3 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, ông Vũ Đình Cường là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên liên tiếp bị lâm tặc tấn công khiến 4 người bị thương, trong đó một người bị thương rất nặng. Cụ thể, lực lượng kiểm lâm bị tấn công trong 2 ngày 28 tháng 2 và 2 tháng 3. Cụ thể, vào tối 28 tháng 2, trong lúc chạy xe máy thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin những người vi phạm, kiểm lâm viên Vũ Mạnh Cường bị một nhóm khoảng 6 người đột ngột chặn xe hành hung. Sau đó, nhờ có sự can ngăn, giúp đỡ của một số người dân, anh Cường mới chạy thoát được về trạm kiểm lâm. Kiểm lâm viên này được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện, tuy nhiên do có nhiều vết thương nặng, tụ máu ở vùng đầu, mặt nên được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Qua chẩn đoán ban đầu, anh cường bị chấn thương vùng đầu mặt, môi, có triệu chứng chóng, ù tai, nôn ói. Tiếp đó, vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 1 tháng 3, tại khu vực núi Tượng, trong quá trình tuần tra rừng, tổ tuần tra gồm 9 kiểm lâm phát hiện tiếng súng nổ trong rừng nên lần theo dấu vết để tìm cách tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 3 giờ sáng 2 tháng 3, tổ tuần tra phát hiện một nhóm khoảng 4 người săn bắt động vật rừng đi ngang qua và bắt giữ được một người vi phạm nhưng ngay lập tức những người còn lại đã dùng súng, dao, gậy, bình xịt hơi cay tấn công lại tổ tuần tra khiến ba kiểm lâm viên trọng thương phải nhập viện. Sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Tân Phú tại tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác định được 5 nghi can. Đến nay công an đã bắt tạm giam ba người để điều tra. Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn năm huyện của ba tỉnh gồm huyện Tân Phú, huyện Vĩnh Cửu thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Cát Tiên, huyện Bảo Lâm thuộc tỉnh Lâm Đồng và huyện Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước. Những thông tin liên quan đến việc lực lượng kiểm lâm ở vườn quốc gia này liên tục bị hành hung sẽ được báo Thanh niên tiếp tục cập nhật tại địa chỉ thanhni.vn và trên kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.